Xin chào mọi người, lại là Thành Dọn Z3 đây. Thì trên tay mình đang cầm là cục Miu G3 của Rimavera. Thì cục này thì anh Khách mới mua lại khoảng 1,5 triệu nha. Nhưng mà tình trạng chạy là nóng máy lên, chạy tắt máy. Và đây sau khi mình đã làm xong mình sẽ nổ máy và test thông số ok mình giao xe nha mọi người ha. Thì cục này giá trị của nó là khoảng 4 triệu là mới nha, 3,8 đến 4 triệu. Rồi thank you mọi người nhiều. Thì mọi người có bị tình trạng này thì cứ liên hệ mình. Nói chung là xưởng mấy trăm ngàn thôi, đỡ thay cục mới ha. Tình trạng này là gặp rất là nhiều trên dòng xe Z3, đặc biệt là Miu G3 và cả hỏng ga của đời mới đó mọi người nha. Dùng ga ngọt ngào không bị khựng, bảo hành